Sau đây, ban nhạc ca Thư Thiện Nguyễn xin trình bày ca khúc Việt Nam, Việt Nam, tác giả Phạm Duy, và xin kính mời. Xin cảm ơn quý cô cha, quý cô bác, anh chị và các bạn. Chương trình làm lễ là cờ cờ hàng tuần lúc 9:30 đến đây xin được kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý cô bác, anh chị và các bạn vào chủ nhật tuần sau cũng lúc 9:30. Xin chào tạm biệt.